Đấy, có nghĩa là sau khi mà bọn em viết tạo ra cái hàm random ký ở đây thì mỗi lần em tích vào cái nút này đồng nghĩa việc em gọi vào trong code Java ở trong này. Ok chưa? Hay đấy, hiểu không? Đấy, thì trong này nhá. Ví dụ trong này thì anh sẽ chuyển sang cái màn hình là màn hình đăng ký đúng không? Thì cái câu lệnh chuyển sang màn hình ấy, câu lệnh chuyển sang màn hình ấy thì đơn giản nhất nhá, cái câu lệnh đơn giản nhất ấy, là câu lệnh start. Màn hình ở trong này ấy, nó tên là anh, nó được coi là gọi là một cái activity. Đấy, gọi là như kiểu còn ở màn hình trên web nó gọi là cái page ấy, đấy, kiểu kiểu ấy. Thì trong lần này ấy, chuyển sang màn hình khác ấy, nó gọi là nó xông qua cái hàm là hàm start activity. Đấy. Hàm này là cái hàm là hàm của thằng cha, là của thằng APT Combat Activity này, nên là bọn em không thấy viết đây nhưng mà vẫn được sử dụng ấy, bởi vì nó là của thằng cha mà. Đấy, thằng con được dùng của thằng cha, đúng rồi, không sai đâu, đúng không? Thì cái start activity thì nó cần cái gì thì để anh xem nào. Đúng là những bọn em hiểu à, khi mà chuyển từ màn này qua màn kia ấy, nó cũng giống như kiểu là việc về ví dụ như kiểu việc Thiên nó viết một cái lá thư nó gửi cho em, đúng chưa? Đấy, nó giống hệt cái việc kiểu kiểu ấy luôn, chuyển từ màn này qua màn kia ấy, mình một bên là Thiên, một bên là Ý. Đấy, Thiên muốn gửi một lá thư cho Ý thì phải thông qua cái gì, thông qua ông biện thư, đúng không? Đấy, thì trong cái thì thằng này tương tự như vậy, tương tự như vậy thằng activity 1 chuyển sang bạn activity 2 thì cũng thông qua một thằng nó dựa, nó có chức năng giống hệt thằng đưa thư, nó chính là thằng intent. Đấy, nó chính là thằng intent. Thằng intent này thì nó ra là sẽ anh sẽ giải thích sau. Thì để khai báo thằng intent trong này nhá, thì bọn em cho con trỏ trộn đây này, con gọi chữ lưu, xong rồi cách dài có chữ y này. Đấy, bắt đầu ra chữ intent của em nhìn ngay, nhìn không? Đấy, intent, enter. Đấy, ok. Thì bây giờ nhá, nhưng mà ví dụ Thiên gửi gửi cho Ý một lá thư thì xong sẽ gọi ông thư đi, ông đưa thư đến, đúng không? Đấy, thì ông đưa thư ấy, ông mới cần cái gì để gửi đồ? Ông sẽ cần một cái nó gọi là địa chỉ gửi đi và địa chỉ nhận, địa chỉ gửi hàng và địa chỉ nhận hàng, đúng không? Đấy, thì cái thằng intent này cũng tương tự như vậy, nó sẽ cần cái địa chỉ là từ màn nào qua màn nào, và cái thằng này Activity đúng rồi đấy. là thằng này đã đem là Hello Activity. Đúng rồi, hello activity, chính xác, hello activity ở đấy chấm, nhưng mà nó phải là zip nhá. Zip nhá, đúng chưa? Biết À, không phải. rồi, Sau đấy cái tiếp nút vàng. tiếp theo là cái địa chỉ nhận, đúng không? Đó, nó chính là thằng đăng ký activity. Class À đấy, ý thuộc bài cái đây, khổ toàn các thanh niên giấu nghề, chết rồi. nghe thì mới gì nói gì vậy? Một sao đấy, chụp ảnh như gì vậy? Yên tâm, anh chưa có thời gian sửa video nên là anh chưa up lên thôi. Nó mai anh ở nhà anh ngồi sửa video anh up sau. Đấy, như là thôi, bây giờ nếu như mà xong thằng này xong rồi, bây giờ xong thằng này xong rồi những cái phần cốt cơ bản này, thì bây giờ đến cái phần quan trọng nhất mà bọn em biết đấy, mà bọn em cần đang cần biết, nó chính là